Đó, đó. Ôi, 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 bự, bự. Ây, xanh kìa, bự dữ. Mày dữ rồi, bọn này dữ thiệt. À, khúc này lên đó có cá. À, ghé gỡ cái kiếm kiếm tiền mua sữa cho con. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng gần 1 giờ đêm rồi cả nhà. Hôm nay Tùng có hẹn với anh Nghĩa. Ở phía ngoài xa là anh Nghĩa cả nhà đang bơi xuồng vô. Bên đây là ghe lưới của anh Liêm. Anh Liêm cũng bủ lưới nữa cả nhà. Anh Liêm bủ lưới thưa một thất ba. Mới gặp anh ấy bủ trong gần bờ là không có bủ ra xa được. Anh Nghĩa, coi cái dừa này giá trị được mấy tỷ đi anh Nghĩa. Cái dừa nè, dừa kiện. Cỡ 1 tỷ 9 á. Trời trời. Nên tưởng thường là thường ta ra giá 1.5 tỷ không ông ơi. Đây là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Hello, chào cả nhà. Dạ. Anh Nghĩa mới tới, tụi mời cả nhà xuống xuồng. À, đúng ra cây này 2 tỷ mà mình lấy còn hết 100 rồi. Còn tới 9 rồi. Đầu hôm thì anh Nghĩa mình bổ lưới cá sát cả nhà ơi. Được mới rồi nè. Ơi, hồi nãy Tùng ngủ rồi thức trễ cả nhà ơi, rồi điện anh Nghĩa nói cuốn hết giác lưới rồi. Ok, mình thức giờ nào mình đi giờ đó đi. Hồi nãy tính 11 giờ mình đi, mình ngủ quên. Thành ra 12 giờ mấy mới gọi anh Nghĩa, giờ này khoảng 1 giờ hơn rồi. Bây giờ anh Nghĩa mình chuẩn bị dăng tay lưới cá sát cả nhà ơi. Anh Nghĩa nói nước này ngon quá. Đây là lưới cá sát 4 phân. Lưới này dạo 3 thước. Chiều dài tầm khoảng 120 thước rồi đó nha. Nhiều. 60 hả? Có 35 à. Ủa, vậy hả? Tay hổm nó cắt làm hai đó. Thì là quên. Chiều dài có 35 thước rồi cả nha. Đây rồi, giờ đi mình bủa. Hồi nãy khúc 35 rồi, giờ này khúc cỡ 35 nữa không anh Nghĩa? Là hai đoạn cả nhà. Chỗ này nước bơi được không? Em bơi không? Em lại bơi, để Tùng lại lùng bơi cho anh Nghĩa bủa cả nhà. Một chút xíu nữa anh em mình đi cuốn, Tùng sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Bây giờ từ đây tới sáng cũng còn dài á cả nhà, nên bây giờ anh Nghĩa mình đổ cá này ướp vô đây cái nước đá, mình sẽ bảo quản được tốt hơn. Nghĩ có thùng nước đá nhỏ. Trời mưa rồi cả nhà ơi, trời mưa lâm râm, anh em mình vô đây để đục mưa, sẵn pha ly cà phê cả. Bữa nay khai trương cái phim mới rồi Nghĩa ơi. Không về mua chứ chưa có sử dụng nữa. Trời ơi, cái lon đựng nước đá này sao vừa pha phê dưới trời. Nhờ anh Nghĩa chế biến nè. Anh Nghĩa hôm nay là thợ hai cà phê quá đắc dĩ. Pha đại chứ có biết nhiêu được chưa? Hai anh em mình được rồi. Đó bụng một có mì không nha. Có mì hai con tôm, có ba con tôm, hai con tôm gì đó, ba con tôm quá. Nhưng mà chưa tôm nha. Ở này mới mốt mà mình đi câu hay là mình đi ăn tôm cái có tôm nó mì luôn hết à ha. Thằng Đạt bữa nãy đi câu được mớ đó. Nước cho đi. Cho nó thấm mà thấm cà phê chứ nở vậy. À dạ. Trời ơi, phát hiện mới nha. Sành đúng cà phê như vậy. Hay vậy. Em nói giờ lên đây chị hai ba làm em uống không, em có biết cái vụ này đâu.
sao là sao làm sao không hỏi họ hỏi chị hai, chị hai chỉ gì không thì thấy pha ra thôi chứ à. Vậy coi quên nó lấy cái lon, lấy cái lon lấy cái lon nước đá quá pha luôn rồi thơm gì thơm gì nhỏ nhỏ giọt từ từ quá im luôn. Này có ly cà phê giúp anh em mình tỉnh táo hơn nha. Uống đường nhiều hết. Muỗng thôi. Một muỗng dung quá rồi. Một muỗng này là cũng bằng hai muỗng kia ha. Ừ. Muỗng bự. Rồi. Mấy cái muỗng quậy này. À, công nhận bữa nay chế biến ly cà phê công phu quá đó. Ồ, quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp bên này. Pha cà phê hai tay luôn. Thơm à? Thơm. Hoa đá cái này. Như vậy. Giao tay luôn anh ơi. Bóc nha. Này, bữa này, bữa này sai anh nghĩ quá trời nha. Bọc luôn. Này anh Nghĩa ghé bẹ mình mà anh Nghĩa phục vụ luôn rồi. Cái giữa đêm á, giữa đêm khuya mà anh em mình có nơi để mình tạm dừng nghỉ ngơi chút xíu, với lại mình có chỗ để mình pha cà phê nấu mì thì cũng là một cái mình thấy có điều thuận lợi cho anh em mình ấy, cái để nhiều khi ban đêm ở ngoài mình khi mưa đợi nước này thời gian lâu thức đêm đói lắm, cái này cũng tâm nguyện em lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Nhưng mà giờ bắt đầu mới bắt đầu làm được từ từ rồi. Để đi nghe nữa anh đem trả cho anh, cái này còn nhiêu nước rồi không sao vậy không rồi. Cùng với anh Nghĩa mời cả nhà đi cà phê buổi đêm uống ấm áp tình nghĩa với anh em mình vô vô mời cả nhà dạ. Uống ly cà phê này hồi đi có sức đi cái cá này trúng cá nha anh Nghĩa. Cá sủ cá xác luôn ha. Dạ dạ đi. Trời ơi sao mà nó ngon thế. Đó. Tự khen trời. Dạ. Ngoài này mình có giỏng nữa nha, giờ này mình nằm nghỉ được mình, cái này nó tấp vô đây dữ lắm luôn. Nhà xem cái bên đây vậy nha, đừng cho nhà có bên đây nè, bên đây nó còn khủng khiếp. Đây là cứng ngắc luôn rồi đó. Bây giờ lúc bệnh nó vô trong này là nó nằm yên trong đây luôn rồi. Ông gà anh hai cũ anh lấy ghe anh ủi ra quá chừng luôn mà cũng không bớt thôi chứ không hết. Anh chiếc kè lưới của anh hai tùng bên đây là nằm kìa cứng trong đây luôn rồi nè. Đợi vài bữa con nước nó quay lại cái mình ủi ra. Chứ cái này mình ủi ra cái nó cũng vô nhiều à, nó không hiệu quả. Vậy rồi anh em mình đợi nước chút xíu nên em mình đi xuống lưới cả nhà. Giờ lên giỏng đi. Nhưng mà cả nhà lông giỏng đi. Lên giỏng đi. Giờ này tới nước cuốn lưới. Cậu Út với em Nhí mình nè. Đi câu văng lưới. Mới chị ngang về. Ủa đạt hả? Không, anh hai không có. Đầu này trong bờ nên anh nghĩ mình là thâu dây rồi, nồi. Trời, ý là thâu dây lại rồi mà còn gì? Ừ. Sâu rồi. Bữa nay ta tới đây lại lại nó lọ cấp luôn đó. Đây là lưới 8 phân, dạo 1 thước rưỡi. Chiều dài còn đảm bảo 120 thước không? À, người cắt bỏ hết hết 3 thước rồi. Yeah. Đợt hổm gắt. Yeah. Bữa hổm ủi gốc dưới đó. Yeah. Không bị sự cố gắt mấy thước rồi cả nhà.
hôm đó này đi đi mấy tháng mà mới có con 3 mét là nhẹ lắm rồi. Yeah. Đứa này em thấy anh kỹ quá trời mà gỡ kỹ chưa đồng tính gì hết. Bữa nay không thấy cái đuôi luôn rồi. Yeah. Ồ, được nguyên con. Không chừng nay nó đi ở ngoài này. Từ đây ra đi đâu. Trời mưa nè. Dạ. Trời mưa chắc có mát ra xa quá. Cái điểm quyền hội của mình bị chiếm chỗ. Yeah. À, chiếm chỗ chạy lên là đây đó. Ở dưới hình như cá bự hơn nữa ha. Ừ. Cái điểm này hình như là cái điểm ưu tiên thứ ba ha anh. Ờ, kẹt lắm mới ấy lên đây. Yeah. Sửa hao là lấy hên rồi. Em thấy từ đây ở ra là có cá đó. Cá đi ngoài. Sửa hao lại hên cái kiếm cá sủ. Một con cá sấu bằng mấy con cá. Rồi. Điểm này bữa nay không thành công đó. Được coi trời ơi. Thấy được trăng phiếu. Ồ, bự. Thấy trăng phiếu bự quá tổ nó cá sấu chứ. Hết biết học trò nó bự nè. Ừ, con này bự khủng khiếp. Khủng khiếp bự luôn. Từng cái cốc không? Đừng có cá sấu bự cái đó đỡ khổ biết nhiêu ha. Thấy bự trắng phiếu còn dưới nước tự nó cá sấu. Con này bự à. Dạ. Rồi để vô hôn cái một trời một vực khác biệt liền ha. Bốn con này bằng con bự bằng con. Trên này ta lưới trắng phiếu luôn. Không có ghét như dưới à. Dạ. Rồi. Chết quất rồi. Trên đây cá thưa. Bởi vì điểm này đâu có ưu tiên đâu, hàng đầu đâu. Dưa. Coi như anh dính 8 con đó nghĩa ơi. Tại vì con bự bằng 4 con kia. Ừ. Vậy cũng được đó ta. Thường mình dăng câu dăng lưới dính khúc cuối mà. Không. Dạ. Hy vọng con sao này kìa. Làm con cá sấu thôi. Một con cá sấu cũng được nữa bà cậu ơi. Đổ anh em con nhé. Tình trạng này cái kiếm học trò không có nữa. Nó chỉ tới cá sấu. Tôi thấy học trò ít quá. Mèo quá. Giờ này kiếm học trò không kịp anh ơi, hết lưới rồi, giờ kiếm cá sấu đi, mới kịp. Rồi, hết lưới rồi. Rồi. Nước lên bừng rồi cái này. Xong. Rồi. Giờ đã cuốn xong đoạn lưới 8 rồi. Giờ anh em mình chạy đi cuốn lưới cá sát. Trời ơi, sao anh kỳ không vậy? Con cá. Lưới cá sát mới lên được chút xíu à. Cái lưới này mà không chừng bữa nay trúng nè. Ừ. Nó lên chút xíu lưới rồi cả nhà. Đỡ.
có xét rồi đó. Không. Ừ. Nay em giăng lưới khuya dữ à? Nãy đâu bơi về anh cũng? Nãy thấy dưới bơi về hả? Có giăng lưới không? Tưởng giăng dưới. Bữa nay nước ngon quá, mấy anh em canh canh mà thấy chưa ai bủa. Anh hai mình cũng chưa bủa nữa. Ồ đỏ. Đỏ xanh kỳ. Được có mấy con cá học trò hả? Ba bốn con gì vậy? Xuống dưới kia mà dưới kia ông nói lưới quá trời lưới dưới á. lên dưới cho về đây bữa này chớp quá. Đây là cá sinh kỳ cái nè, kêu dữ lắm ạ. Còn con nằm bên bìa này con cá sát nè, cái đuôi vàng vàng à, nằm sát bên vách. Phúc này sinh kỳ gì không? Sinh kỳ. Tiếp tục cá sinh kỳ. Cái nhà thấy con cá sinh kỳ với cá sát đó, nó nhỏ. Chứ tiền mình bán nhiều tiền hơn là cá học trò nha cả nhà. Học trò mấy con bự bự nữa anh em mình dính vậy chứ có mấy chục ngàn à. Còn con cá này cá trăm, 120 kg. Cá nhỏ thì mình bán 100, cá bự bán được 120. Loại này thì cá thịt nó ngon. Ngon béo. Dễ ăn nữa. Cá nhỏ là nhiều con. Dạ. À. Dạ. Chưa. Ở ngoài nó còn đứng nước ngoài á. Ừ. Đứng luôn. Anh Tèo ơi cũng đi mời cũng chăn lưới à. Nay còn chưa canh được. Dạ. Trời ơi, bữa nay bữa nay sao anh kỳ không vậy không? Ừ. Thôi sớm thì cá sát gặt ghi ha. Bà chả anh không có sinh kỳ hay nghe. Hiếm. Xanh kỳ cũng được, thì gỡ tới cá sáng cũng được. Dính kẹo tay lưới luôn đi, gỡ tới sáng luôn đi rồi về bán là vừa. Ừ. Giờ này cũng 3 giờ ba mấy giờ. Ôi bự. Ai xanh kìa, bự dữ. Dữ rồi. Bọn này dữ thiệt. À, khúc này lên đó có cá. Dạ. Cá sát cũng vậy nữa. Ừ. Dạ. À, vậy chưa bắt lại sao? Ôi con cá
Nó sức quá thần kỳ đó kìa. À, thì kén gỡ cái kiếm kiếm tiền mua mua sữa cho con. Ừ. Bự ha, bự gỡ cái cho đã tay rồi. Còn nó đã tay đó. Dạ. Bao lâu con này đầu đàn đi vô nè. Ồ, nó bự hơn ta cả nha. Giống như con ông chúa nè, ông chúa nó bự hơn ông thường. Bự hơn thợ. Kỳ không ạ? Ừ. Xanh kỳ. Thế giờ xanh kỳ không? Xanh kỳ không à. Cái trên là anh hai cũ nè. Hai cũng thích canh nước đó. Mời bắt đầu là bộ lưới neo. Trường nó làm thêm nữa mà. Mưa đó. 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 Xanh kỳ bự bự không. Kêu dữ lắm ạ. À. Xanh kỳ dù sao cũng ngon. Cũng ngon hơn cá Úc nhiều. Dạ. Giờ này cái tiểu thao của mình sơm tụ rồi nè. Đó bè nắng không? Hả? Tới nặng ngồi bè nắng. Tới. Vì thú uống tay rồi. Thúi thiệt à. Lúc này nó không có gì to nó xuống cũng được. Giang nổi. Không mà nổi chứ nó không có gì to. Ừ. Ở trong cũng gì to, y gan như bạn nhỏ trong. Trời. Vô trong bữa đó hổm gian chất quốc. Nó nằm nãy giờ nằm ở trên không à. Nằm nó tiếp lưới lại trên. Ừ. Nó dắt mà ha. Dắt bên dây tiếp lại trên. Như ngoài là không có dây mà ở trong như bạn nhện. Ở trong nước im thả thẳng xuống à. Nào, nó nhiều được nhiều. Chồng có xác dữ lắm á chứ. Xác nở xác chồng nhiều. Hả? Chứ phần không có bắt được nó nên nó còn. Trong đó ấm quá, có ai đụng tới nó. Nước này chắc bên còn có ghim yêu lên không vậy? Chắc. Bên này còn đứng nước, đừng nói chi bển. Trời ơi. Bự. Đó, trời ơi nguyên chùm. Quá đã. Gọi này vô. Rồi sáng thiệt rồi ông cũ ơi. Giờ tới sáng luôn. đau ngủ được. Tại về bán cái tới trưa rồi. Ừ. Anh nghĩ mình thường làm ban đêm đó nha. Làm khoảng tầm giờ này. Để những con nước này á, nói chung mình đi theo nước, nhưng mà những con nước này thì mình đi hơn. Tại vì có cá cái vừa về buổi sáng đó. Vừa chợ bán luôn. Con cá nó tươi. Yeah. Dưới hai nữa lại nó cũng mát nữa. Còn ba nữa thì ban ngày con cái rồi tùm lum đâu có đi được. Chung anh nghĩa cũng đi giăng lưới nhưng mà anh nghĩa trắng hơn mấy anh em mình. Ôi mới giờ lên nhìn thấy hết hồn. Wow. Rồi đi với anh nghĩa hổng gài là mới thấy bữa nay là đỡ nhất đó nha. Tham gia u đã.
Ừ. Mà mấy bữa ông trúng á, mấy bữa mình ở nhà. Ừ, mới ghê chứ. Cái mình đi á, ông nói ê Tùng mà anh mới trúng nè, coi sao nay đi không, cái hôm qua anh trúng đó, anh cho hay cái đi cái lại chết quất. Ừ. Xui. Đi mình phải đi thường xuyên luôn, nhà nào cũng đi mới được. Có bữa bữa trúng bữa hắt. Dạ. Chịu nổi. gỡ cá không nổi. Chân vô. Được có hai ba con bự à. Như cũng không vô. Dăng câu đây thì xanh kỳ bự. Mà dăng lứa thì cá nhỏ. Nó làm cũng có một hai con cá sát đồ. Quá dữ. Quá đã. Bữa nay hên lại nha anh nghe. Hên. Anh cứ nói xui hoài. Nay hên lại rồi. Hên lại. Ủa đã ta. Nghe ngồi chỗ gỡ cá hoài thôi. Thì bất cứ công việc nào cũng có lúc trúng mà may mắn. Nay anh em mình thả lưới này vô mánh rồi cả nha. Giờ này rút phần phao vô à, kéo phần phao lên rồi lại rút lưới vô hoài à, khỏi ghe mình không đi tới à. Ừ. Quá kêu. Ừ. Cộng dây này cộng dây phao phao nổi cái đầm mực của nó xuống tới đó là nó ngưng. Thôi nãy giờ mới thấy ạ. Dăng nổi mà cũng có cá út nữa kìa. Con này đi lạc đây nè. Con này lâu lên hướng xương thì lên mặt nước mới dính. Từ cá út của mình dăng ở dưới sát đáy mới có nó. Dăng lưới cá sát mà thả phao trôi ngoài sông đó, cũng đâu có dính, hiếm. Dạ rồi, bây giờ đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Như đêm nay anh Nghĩa mình dăng vậy thì thu nhập cũng khá ổn rồi đó nha. Hồi nãy mình tầm khoảng 3 ký mấy cá sát à. Để thụng đá rồi giác này nữa thì mình cứu 2 khúc lưới này thì cũng tầm 3 ký nữa. Ừ. Cá sát không 3 ký, giờ khoảng tầm được 2-3 ký học trò không nha. 3 ký không? Ừ, cỡ 3 ký học trò gì. Học trò thì nó rẻ tiền. Nói chung tầm theo xếp gần 100 ngàn số cá học trò đó.
Còn mình chủ yếu hôm nay là thu nhập từ cá sát. Cá sát thì tổng sát cũng 6-7 ký, thì 1 ký 100 mấy. Được rồi nữa. Được rồi. Rồi coi. Thôi giờ đừng kết thúc video đây. Xem video, cả nhà có yêu mến anh em mình, xin cả nhà cho một nút like và một đăng ký, ủng hộ tinh thần anh em mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.